ở đây chuyển nhượng nó không chỉ là câu chuyện giữa cá nhân và một đội bóng muốn mua, mà còn là câu chuyện giữa đội bóng muốn bán và đội bóng muốn mua. Chúng ta đã nhìn thấy trường hợp đó của Real Madrid và Paris Saint-Germain cách đây một năm. Tất cả mọi người đều đã từng nghĩ rằng là Mbappe sẽ đến với Real, nhưng cuối cùng đã có một cú quay xe ở phút chót, đúng không ạ, mà Mbappe đã làm với Real Madrid. Và lúc đó thì thực sự là một ông chủ như Florentino Perez bị tổn thương, tức là ông tạm cảm giác đã làm tất cả mọi thứ để có được Mbappe rồi, nhưng cuối cùng đến phút cuối vẫn không thể thành công. Với Man United, em nghĩ rằng với trường hợp của họ luôn, họ chỉ cần cố thêm một chút xíu nữa thôi là sẽ có thể sở hữu cầu thủ này, đúng không ạ? Tôi nghĩ rằng là nếu mà họ đã nhắm Højlund ấy thì họ sẽ có cái mục đích và cái lộ trình để làm được câu chuyện này. Nhưng mà tôi vẫn thích thời điểm này đến là một cái cầu thủ sao số nào đấy. Đấy. Không phải là Harry Kane thì có thể Kane sẽ chuyển động ngược lại sang PSG chẳng hạn. Xong rồi nếu mà chủ Qatar nắm quyền thì có thể sẽ nói chuyện với nhau. Mbappe đang là cái gai, bây giờ đưa sang MU cũng có tiền và đổi lại thì họ có thể đón Harry Kane. Bởi vì rõ ràng Tottenham mùa này Harry Kane ở lại thì phí cho anh ấy quá. Và PSG cũng sẵn sàng trả cao để mà chuộc lại một cái năm hợp đồng từ Tottenham. Đấy, tôi vẫn hy vọng có cái dòng chảy Kane sang một cái nơi nào đó không phải nước Anh, và sẽ có một tiền đạo nào đấy ngược về với MU. Vâng ạ, Osimhen cũng là một ví dụ. Nhưng mà thực ra là những cái mục tiêu của Manchester United vào lúc này, những cái mục tiêu mà anh nói rằng là sao số ấy, thì đều là những ông chủ rắn mặt. Daniel Levy là một người cực kỳ rắn mặt khi mà bán cầu thủ cho các đội bóng, đặc biệt là ở nước Anh. Ông ta gần như là không có bất cứ một cái cuộc thương thảo nào có thể được diễn ra. Giá tôi đưa ra là như thế, ông đáp ứng được thì tôi bán 150 triệu, đơn giản thế thôi. Với một cầu thủ gần 30 tuổi như Harry Kane, 150 triệu bảng Anh là một con số quá cao, và thực sự là nó mạo hiểm, đúng không ạ? Ngay cả một đội bóng như Man City họ còn phải buông, mà đấy là thời điểm cách đây một năm, và lúc đó thì họ đã dồn tiền để mua Jack Grealish sau khi không thành công trong việc mua Harry Kane, đúng không ạ? Vậy thì một câu lạc bộ như Man United có lẽ chỉ khi họ đổi chủ, rơi vào tay những ông chủ người Ả Rập thì những chuyện đó mới có thể xảy ra thôi. Có một câu chuyện nữa mà người ta đã bàn tán rất nhiều trong 2 ngày vừa qua là trường hợp của Kylian Mbappe và Marcus Rashford, tức là một sự đổi ngang giữa hai cầu thủ này. Khi Paris Saint-Germain muốn có một người thay thế Mbappe nếu mà anh ta ra đi, còn Mbappe có thể lựa chọn Manchester United làm bến đỗ tiếp theo của anh ta nếu như những cái ông chủ Qatar thực sự là những người nắm quyền ở câu lạc bộ Manchester United. Bởi vì anh biết là cái sức ảnh hưởng của những ông chủ Qatar với Paris Saint-Germain nó vẫn rất lớn, đúng không ạ? Đấy, thì anh có thích cái điều đó không? Cái chuyện sự chuyển đổi đó không? Cái đấy tốt cho MU hơn là cho PSG. Vâng. Và chúng ta cũng thấy cái sự trưởng thành của Garnacho. Thế thì cái góc trái hiện nay của Rashford hay đá mà dành cho Garnacho ngay từ mùa giới là tương đối yên tâm. Vâng. Chưa kể còn có những lựa chọn khác nữa đấy để mà đá vị trí đấy, thì Garnacho trưởng thành và đá cắm ở trên là Mbappe thì tôi nghĩ sẽ tốt cho MU hơn. Mặc dù Rashford cũng là một cầu thủ lớn lên từ câu lạc bộ, cái sự chia tay đấy thì nhiều fan của MU sẽ ngậm ngùi. Người ta vẫn muốn có cả Rashford lẫn Mbappe. Tuy nhiên nếu mà vào tay một chủ khác và cần một gì đấy thực sự tốt về chuyên môn thì đây là thương vụ rất tốt về chuyên môn cho MU. Một tiền đạo cắm đúng nghĩa, một khẩu pháo hạng nặng. Thế còn xung quanh đã là những vệ tinh rất là tốt rồi và có thể thay nhau ở vị trí phía sau. Vâng ạ, thực ra là trước đây thì Manchester United đã từng có cơ hội để có một cái khẩu pháo kiểu như thế vào năm 2009. Anh nhớ là đã có lúc Man United tưởng như đã cầm chắc trong tay Karim Benzema rồi. Lúc đấy là Karim Benzema đá ở câu lạc bộ Olympic Lyon, đúng không ạ? Và Man United rất thích cầu thủ này. Sir Alex Ferguson đã từng nói rằng là sau Ronaldo de Lima thì đối với tôi Karim Benzema là cầu thủ có thể đạt đến cái đẳng cấp đó. Và lúc đó khi mà chúng ta xem Benzema đá ở những trận đấu tại Champions League, thấy trình độ của anh ta rất là tuyệt vời. Nhưng cuối cùng cái năm chuyển nhượng điên rồ Real Madrid đã cướp đi Karim Benzema của Man United. Vốn dĩ đã cướp đi Cristiano Ronaldo rồi, lại còn cướp luôn cả Karim nữa. Thì vào lúc đấy thì Man United không còn cách nào để xoay, thì họ đành phải mua Michael Owen, một cái bản hợp đồng rõ ràng là nó ít nặng hơn Karim Benzema vào lúc đấy rất thì là không, nhiều. Không tìm được thì ông ấy sẽ tìm cách vá víu. Vâng. Và chúng ta đều biết rồi, đội hình của Alex Ferguson đã từng vô địch Ngoại Anh thì có những con người là khiếm khuyết, nhưng mà theo một cái cách nào đấy lúc bây giờ giải đấu nó chưa khốc liệt và ông lại rất là mát tay, thành ra mọi chuyện nó vẫn trong sự kiểm soát. Vâng ạ, và hy vọng rằng là Manchester United sẽ có một cú hích về mặt chuyển nhượng. Lâu lắm rồi thì họ không có một cái bom tấn đúng nghĩa nào. Thực ra họ chỉ mua cầu thủ đắt thôi, đúng không anh Huy? Anh có công nhận chuyện đấy đâu. Đúng chứ rồi. Chứ còn nếu mà bảo là mua một bom tấn đúng nghĩa là họ chưa mua được trong mấy năm vừa qua.
đắt là gì? Đắt là Maguire là đắt hơn giá trị thực sự của anh ta. Jadon Sancho là đắt hơn giá trị thực sự của anh ta. Và cả Anthony nữa. Đúng không ạ? Là bị đắt, chưa kể là trước đây có những bản hợp đồng kiểu như Di Maria đấy. Vâng. Là giá rất là cao mà về không đá được. Thì tôi cho rằng là đúng là cũng đến lúc đấy, tức là nói đi nói lại vẫn lại là cái chủ sở hữu là ai. Chứ còn nhà cái laser này để mà có bom tấn thì tôi không tin tưởng đâu. Và thực ra là bom tấn họ về họ cũng phải nhìn vào cái thượng tầng của đội bóng, nhìn cách làm bóng đá của đội bóng. Chứ nếu mà tiếp tục là nhà Glazer thì họ cũng chẳng về để làm gì cả. Em nghĩ rằng là cần phải có một sức hút lớn hơn. Ví dụ có những ông chủ Qatar họ có tiềm năng để phát triển đội bóng ở khoảng thời gian sắp tới thì những ngôi sao họ mới về. Chứ còn bây giờ lại tiếp tục theo cái kiểu làm bóng đá có chức vô địch cũng được mà chẳng có thì cũng chẳng sao, miễn là câu lạc bộ kinh doanh tốt thì đấy không phải là cái mục tiêu của những ngôi sao hàng đầu thế giới. Càng nói thì càng thấy là nhà Glazer như là đang chiêu thức các fan MU, là cứ đuổi tôi đi nhưng mà bây giờ tôi ở lại cho mà biết. Vâng ạ, comment rất là thú vị của bình luận viên Quang Huy về trường hợp của nhà Glazer. Vấn đề chỉ là câu chuyện Real Madrid có tiền để mua Mbappe hay không. Bởi vì vấn đề là thế này, họ vừa chi ra một khoản lớn dành cho Jude Bellingham với giá 120 triệu euro, và không đơn giản để bỏ thêm khoảng hơn 200 triệu euro nữa để mang về Mbappe. Nó không chỉ là câu chuyện giá chuyển nhượng mà còn là tiền lương, là chế độ đãi ngộ, tất cả mọi thứ dành cho một cầu thủ như Mbappe. Tức là để có một thương vụ như Mbappe thì họ sẽ phải đầu tư ít nhất cỡ khoảng 300 đến 400 triệu euro ở giai đoạn tiếp theo của mùa giải này. Đấy là một con số không hề nhỏ một chút nào. Và trong cái bối cảnh mà luật công bằng tài chính luôn là cái thứ treo lơ lửng trên đầu của các lộ như thế này thì họ cũng cần phải cân nhắc rất kỹ. Điều đó cho thấy rằng họ sẽ bán đi những ngôi sao của mình, những cầu thủ ở trong đội hình của họ vào lúc này để có thể cân bằng cái nguồn thu và nguồn chi cho trường hợp của Mbappe. Nhưng không mua Mbappe vào lúc này thì mua bao giờ nữa? Nó có hai điều để điều đó xảy ra. Một là Paris Saint-Germain muốn bán. Chúng ta nhìn thấy rất là rõ chuyện đó. Bởi vì nếu mà Mbappe ra đi tự do ấy thì lúc đấy sẽ là một cuộc cạnh tranh cực kỳ sòng phẳng giữa những đội bóng muốn có Mbappe. Và em tin rằng là châu Âu lúc này thì câu lạc bộ nào cũng muốn có Mbappe cả. Từ Liverpool, Manchester United, Chelsea rồi đến Bayern Munich, đúng không ạ? Paris Saint-Germain thì rõ ràng là họ cũng muốn giữ rồi, nhưng bây giờ họ không cách nào giữ cả. Barca cũng muốn có Mbappe. Đấy thì câu chuyện ở đây sẽ là một sự cạnh tranh rất xanh chín. Nhưng đến bây giờ ngoài Real ra thì chắc cũng không ít, không có rất ít đội có thể mua Mbappe vào lúc này, đúng không ạ? Để phá hợp đồng là phải nhiều tiền. Đúng rồi. Và vị thế của họ nữa. Và cái điều thứ hai nữa là họ vừa mất Karim Benzema. Đấy là lý do để họ buộc phải chi tiền cho cái vị trí mà họ đang thiếu vào lúc này. Nói thế thôi, không thể trông chờ Vinicius đá ở vị trí của tiền đạo cắm được. Không thể đá được. Đúng không ạ? Bản thân anh chàng trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ cũng chưa thể nào bật lên được. Một đội như Real thì vẫn phải có một trung phong giỏi. Và thực ra thời điểm này có mua là mua cho cả tương lai đấy chứ. Đúng rồi. Mbappe còn trẻ và dùng anh ấy lâu dài. Bây giờ mới là cái lúc mà anh bắt đầu bước vào độ chín. Thì tôi nghĩ rằng là với những gì mà diễn ra giữa Mbappe và PSG, tôi cảm thấy sức mẻ lắm rồi. Và một người như thế ở lại thêm một mùa, nếu mà có ở lại thêm tôi cảm giác là cũng không đâu vào đâu cả. Thành ra là bán đi lúc này mà có tiền, một cái đội trả ngược lại hợp lý thì cũng là việc nên làm với PSG. Và cái giá trị hình ảnh của Mbappe cũng tốt, em nghĩ thế. Và lúc này thì anh ta không phải là ở top 3 cầu thủ có sự ảnh hưởng lớn nhất của bóng thế giới thì không thể khác được. Chắc chắn là như thế rồi. Nếu mà xét về hình ảnh với các nhãn hàng mà có giá trị thu hút về mặt thương mại lớn ý, Mbappe thậm chí còn cao hơn Haaland vào lúc này rất nhiều. Chính vì thế một câu lạc bộ có quan tâm đến cả những việc đó nữa như Real Madrid, ngoài vấn đề chuyên môn thì chắc chắn là họ cũng rất muốn có Mbappe vào lúc này. Và điều quan trọng là gì? Một ông chủ như Florentino Perez ý, là một người gọi là tay chơi đi, đúng không ạ, trên thị trường chuyển nhượng. Ông ta cũng phải lấy lại cái vị thế của mình trên cái thị trường đó. Bởi vì trong những năm qua là cái cán cân đấy đã nghiêng hoàn toàn về nước Anh. Anh có để ý không ạ? Tất cả những cái bản hợp đồng lớn nhất, những cái bản hợp đồng mà người ta chờ đợi nhất thì đều đã hướng về nước Anh, như là trường hợp của Erling Haaland chẳng hạn, đúng không ạ? Nhưng ông ta cần phải giật lại cái điều đó, bởi vì cái vị thế của bóng đá Tây Ban Nha hay nói chung và bóng đá của Real Madrid nói riêng cần phải lấy lại được cái vị thế của nó với những trường hợp bom tấn như là Kylian Mbappe, đúng không ạ? Vâng, và tôi cũng biết một cái trường hợp là La Liga ấy, vấn đề công bằng tài chính ấy, nhiều khi ví dụ như ngập lụt như Barcelona là khó, nhưng nhiều khi cân bằng là họ có thể giải quyết nhanh lắm, bởi vì mỗi một cổ động viên họ là một cổ đông của câu lạc bộ,
họ có thể là lập tức là tăng cái vốn lên bằng cách huy động từ chính cổ động viên của họ, thành ra giải quyết được câu chuyện cân bằng. Và rõ ràng các fan của Real bây giờ mà để mà tìm một người thay cho Benzema thì Mbappe vẫn là lựa chọn. Pháp với cả Real vẫn là cái gì đó gần gũi lắm. Vâng ạ, và hy vọng rằng là Mbappe sẽ tìm được bến đỗ mới của mình. Bởi vì nói chung vào lúc này khi mà đã không hạnh phúc rồi ấy, ở lại đá nó cũng không tốt cho cả hai, đúng không ạ? Thì đấy, thì nhiều khi chúng ta cứ tiếc cho họ, kể cả là có phí lót tay như mọi người nói thật đi, nhưng mà khi đã muốn dứt rồi mà cứ để lòng thòng với nhau là nó phá hủy cả câu lạc bộ luôn. Nó làm cho cả câu lạc bộ bị ảnh hưởng theo hiệu ứng đấy, chứ không chỉ là vấn đề cái con người đấy. Thành ra là tôi cho rằng là thời điểm này đi là cái tốt đấy.